Dạ, chào cả nhà đã quay trở lại với kênh của em nha. Thì chắc có lẽ mấy anh em mà coi theo dõi cái kênh của em thường xuyên á, chắc cũng không lạ gì cây mai này ha. Thì hôm rồi em có quay rồi, đây là một cái giảo lộc phát ha. Giảo lộc phát, hoa nó thì nó mới nở ra, nó còn hơi nhăn ha, nhưng hoa rất là to nha cả nhà. Cả nhà coi cái vừ trống nó lên rất là to, rất là đẹp ha. Cây đang phát triển mạnh. Thì hôm rồi em có quay thì một số anh em, rất là nhiều anh em hỏi, thì em báo là bán rồi ha. Thì thật chất thì hôm rồi bán rồi, nhưng mà do bị lỗi kỹ thuật cả nhà, gửi đi thì bị một số anh em bẻ cò ha, đòi bớt tiền nên em không bớt, thì em nhờ gửi trở lại cả nhà. Thì cái cây này thì báo cả nhà mình cái hoành là 17 ha, ngay chỗ này 17 mà, thì cao 35 và ngang là dài từ đây qua đây á, hết rễ luôn á là 35 luôn nha cả nhà. Thì hôm rồi á thì gửi á, thì lúc nào cả nhà mình cũng biết lúc nào á, thì khi mình đo nhiều khi cái lúc mà em quay á, thì có thể là em báo chiều cao là hơn 35 thì mình dẫn cái đọt về thôi lên thôi. Nhưng mà khi gửi đi á, gửi đi thì lúc nào em không phải bẻ cái đọt xuống đặng đóng cái thùng cho gọn. Thì khi tới á, thì ông chú này mới mấy 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 ba mấy mấy nói em là đo không đúng với cái kích thước, báo không đúng kích thước, giờ phải bớt cái cây này là 1,5 triệu. Ông mới lấy cây, thì do vậy thì em mới nhờ bên bưu tá gửi về ha, nhận cái tá hoàng về giùm em. Thì nói chung thì cô chú thì lấy được giùm thì lấy ha. Ví dụ như mấy anh em, ví dụ như có cự game á, là đo cái hoành nó không chính xác á, thì cự game thì em chịu ha. Còn chiều cao, mà chiều cao đo tính chiều cao của cái đọt này, em muốn cao nhiêu không được cả nha, cao nhiêu cũng được. Mà thằng này thậm chí là hôm rồi nó dài ra dữ lắm, lúc em quay đợt trước là dài, nó phủ ra dài vậy nè, em đưa lên cao 7-8 tấc luôn cũng được nữa. Thì đương nhiên á, thì lúc gửi á, mình phải hạ nó xuống ha, hạ nó xuống để cho mình đóng cái thùng nó gọn, người hạn chế bị gãy cành nữa. Vậy mà ông chú nghe ông chú nói chuyện nghe cũng thâm tình lắm, mà khi gửi tới ép cò em hết 1,5 triệu. Thì cây này thì lúc trước em bán với ông chú là 5 triệu ha, 5 triệu. Thì hôm nay thì quay giao lưu cả nhà mình, thí dụ như anh em nào có ưng thì em để 4,5 triệu em bao ship cả nhà mình ha. Thì cây em cam đoan cả nhà mình cực kỳ mạnh như hiện tại luôn ha. Thì đọt đang đâm ra nè, thì do ở đây đi Tây Nguyên thì tầm khoảng 2 ngày, tới thì gửi về nữa thì tầm khoảng 4-5 ngày, cây không mất sức gì. Với lại hôm nay cũng cả tháng này, từ hồi em quay clip tước ngày cả tháng này, cây đang rất là mạnh, đang đọt rất là ok luôn ha. Rồi cái chỗ này là cái phần này thì em áp cái đuôi nha, áp cái đuôi vô cây mai nu, thì bây giờ đang kéo nhựa, đang lên nu nè cả nhà, đang kéo nhựa nè. Thì cái này cả nhà mình để chừng nào thấy nu cục bực chảng thì mình cắt, không cắt thì mình để vậy luôn cũng được ha. Ở phần dưới cũng đang nu ha. Thì cây này là cây giảo phát lộc ha. Giảo lộc phát chứ. Thì cây này cái hoa nó thì như cả nhà mình thấy cũng khá là ok ha, cái màu đậm, màu bông to. Cây này thì hình thú gõ nét đó cả nhà. Về ví dụ mấy anh em không ưng cắt cái chân này ra thì thấy con thú đang chồm tới ha. Con thú đang chồm tới có đuôi luôn. Cây nó đang nụ lên bông, cả nhà mình về khỏi lo cái vấn đề mà bông xấu bông đẹp gì hết á cả nhà. Thì cái cây mã số 1 này thì em xin nhắc lại cả nhà mình á, thì cái hoành là 17 ha, cao 35. Hoành ngay đây 17, cao 35 ha, không có đo ngay chỗ bự này nha. Cao 35 và cái đế dài 35 ha. Thì cây này em giao lưu với cả nhà mình giá 4,5 triệu thôi, em bao phí ship cả nhà mình. Và cây thứ hai thì em xin phép lên giao lưu với cả nhà mình là một cái cây mai mai vàng ghép giỏ Thủ Đức ha, thân thì quái ha. Thì cây này là hoành 17, cao 35, tán ngang 45. Mà cái chỗ quái nó thì nằm đây nè cả nhà ha. Thì nó lên là cục này, không phải là ghép ghép giảo nu nha cả nhà. Cái này thì nó lên nu tự nhiên, tự động nó lên. Thì cái này hồi xưa mấy ông bà xưa mới lấy cái này ghép lại với cái mới tạo ra cây mai nu nè. Cái này là cái dạng nó là cái nu này, nu của cây giảo Thủ Đức nha cả nhà. Có khả năng thì bông sẽ to, tự động lên nha, chứ không có ghép đi ghép lại gì nha cả nhà. Thì mấy anh em nuôi mai lâu thì chắc cũng có biết cái dạng này ha. Thì đôi khi nó tự động nó có lên những cái cục nu cục xù vậy nè. Đó, nu bự chảng gì hết cả nhà, bự lắm nha. Đó. Thì cái cục này cũng
tầm khoảng mười mấy hoành á. Đây nè, mấy anh em coi nu nè, nu giáp vòng luôn rồi, nó phụ đây rồi mốt nó chảy ra từ từ nha. Nè, đang chảy đang lắng nè ha. À, cây này thì tự nhiên nha, chứ em không có ghép mai nu vô. Cái cấu tạo nó sao cả nha, mấy anh em coi ngay chỗ cái những cái mắt mắt ghép coi như những cái chỗ này nó cũng vậy nè ha. Nè, những cái mắt đây nè thì nó cũng rất là lạ ha. Thì cái cây này thì em giao lưu với cả nhà mình những cái với cái giá là 2.800.000 nha cả nhà, 2.800.000. Có luôn cái chậu nha. Thì cái cây này là cái dảo Thủ Đức nha, cây đang phát triển rất là mạnh luôn. Phát triển rất là mạnh nè, như cả nhà mình thấy á. Thì đặc biệt là nó có cái chỗ quái ngay chỗ này. Và cái này là nó lên tự nhiên nha cả nhà. Thì mấy anh em nuôi mai nhiều thì hay có cái dạng này. Thứ nhất là nó cái hiện tượng này nằm thứ nhất là ở cái cây mai vàng, thứ hai là ở cái cây bông trang ha cả nhà. Thì mấy anh em mình tham khảo thử là sẽ biết. Chứ cái nào ghép thì em nói ghép, nào ghép mai nu thì nói mai nu, mà ghép không ghép vậy thì nhưng mà nó lên về cũng rất là lạ ha cả nhà. Nó coi như hình thú mà nó nằm, nó có cái đầu đây vậy nè ha. Thì cây này thì em sẽ giao lưu cả nhà giá 2.800.000 bao phí ship, cây đang rất là mạnh, rất là sung luôn đó nha. Nè, màu lá nè, thì mấy anh em thấy. Cây này nói chung là bán chủ yếu là buổi chiều này là bán để lấy lượt tương tác thôi cả nhà. Chứ cái giá này thì nó cũng xém giá em mua rồi. Bao ship nữa thì với lại em mua cây này hồi nó mới phát hiện cái cục xù nè. Mà nay nó lên bự chảng vậy là thì kiểu như bán lấy tương tác cả nhà mình thôi, chứ bán không có lời đâu. 2.800.000 bao phí ship cả nhà mình ha. À, bữa nay em bận nên quay hơi tối cả nhà thông cảm nữa nha. Thì hôm nay làm như mình có duyên với cái số 17 ở số 17 cả nhà. Cái cây này thì cái hoành thân cũng 17 nha. Cái cũ thì ba mấy á, 31 32, 31 hoành. Hai cái cũ 31 ha, cao. Để quên đo chiều cao thì chiều cao 60 nha cả nhà. Thì em đâu có dư cho tới chỗ, nhiều khi có lụng hơn tới mấy anh em không có bẻ còi nha. Nói vui thôi. Thì nhiều khi buôn bán nó có này có nọ cả nha, bẻ cò nhiều cái tức chết luôn, bẻ cò cái chiều cao của cái đọt. Thì cái cây này á, là cái cây mai tứ quý nha cả nhà, tứ quý nè. Cái cây này mới là nu nhân tạo nè, cái này em ghép nu mai nu vô nè ha, ghép mai nu vô nè. Cái một cục, hai cục, chào bá luôn, ba cục ha, ba cục. Thì cái cây này ghép mai nu vô rồi em ghép mai sắn. Ghép mai sắn ha, cây này là cái gốc tứ quý nha cả nhà. Gốc thì cũng khá là ok ha. Nó đẹp thì cũng không phải đẹp xuất sắc, nhưng mà gốc cũng khá là ổn để chúng ta chơi. Thì, cây này thì hoành 17, cũ 31 ha, cao 60. Ghép nu xù sẵn rồi ghép lại mai sắn sẵn luôn. Thì về chỉ việc là chăm mà tưới chơi thôi. Cây mai nu thì nó ở cây mai tứ quý thì nó không có bị suy cây ha. Cây thì mình nuôi nhiều khi nuôi không tốt thôi chứ nó không có si, nó không bị me. Nên mấy anh em mà nuôi không rành nuôi cây á, thì mình nuôi cái này thì nó khỏe ha, nuôi cái này nó khỏe. Thì cái cây này á, thì em ghép cũng cứng nha cả nhà. Nhưng mà cái này là bấm lấy bo nha cả nhà. Mình thấy cái thân, cái cành nó liền lạc cứng ngắc luôn, chứ không phải mới ghép dính vô nha cả nhà. Cây này là cây mai mùa, em bấm lấy bo mấy đợt kìa. Nên cả nhà mình thấy hơi trống, nhưng mà cái này nó ra cơ sau nữa thì ôm tùm mình chơi Tết thì ok luôn. Nụ nần rồi cái u bú nè, bú cả nhà coi để ý kỹ ha. Nó chảy, cái dòng này nó chảy từ từ, càng ngày nó càng bự ha, lấn xuống. Và đặc biệt thì cái dòng nu này thì nó để dành nó kéo mặt cắt rất là hay. Thằng tứ quý thì biết chừng nào nó mới liền mặt cắt, nhưng mà để cái này vô cả nhà coi nè, nó bò như cái sáp đèn cày vậy cả nhà. Nè mấy anh em coi nè, nó bò như sáp đèn cày, bò từ từ ra. Nhìn thấy ớt nó giống như phim kinh dị hả cả nhà. Nè mấy anh em coi nè, nó bỏ lấn từ từ nè. Thì cái này là cái nu, cái mai nu em ghép. Còn cái cây mã số 2 hồi nãy là cây đó là cây tự nhiên ha. Còn cái cây này thì em xin giao lưu với cả nhà mình giá 2.500.000 em bao phí ship nha cả nhà. Giá 2.500.000. Chung cây này nuôi để được một cây nu vậy thì cũng gần 3 năm cả nhà. 3 năm nu em ghép lại mai sắn vậy nè cũng khoảng 3 năm á. Tại trong thời gian đó thì em cũng ghép, em lấy bo ha, nên mình mới nuôi được vậy. Chứ bình thường nuôi để nuôi một vài cây chơi thôi, chứ làm kinh tế nuôi cây này lỗ luôn. Làm kinh tế nuôi 3 năm mình bán 2.500.000 thì đâu có ngon lành gì cả nha.
mặc dù cái gốc ban đầu thì thật ra mà nó không không có vốn nhiều, nhưng mà nuôi cái thời gian quá lâu rồi thì thôi em xin kết thúc cái clip tại đây nha. Rất mong được sự ủng hộ cả nhà ha, chúc cả nhà một ngày thật là nhiều niềm vui cũng như thật nhiều sức khỏe ha. Chào tạm biệt cả nhà.